Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi học dạy online của dạy nghề Nhật Tân. Hôm nay thầy Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn các loại ly trong quầy bar nha. Loại ly trong quầy bar thì mình có rất nhiều loại ly ha, tùy thuộc vào quán của mình. Đối với ly trong quầy bar thì mình bao gồm có ly cà phê nè, ly cocktail, ly rượu và tẩy, và những ly liên quan tới cách tầng hay là về nước ép và sinh tố. Đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn ly Martini Latte. Martini Latte thì là một loại ly chuyên về cocktail hoặc có thể sử dụng trong rượu cũng được ha. Thì ly này á, là cái dáng của nó là chân cao ha, và có hình dáng giống như là hình tam giác vậy đó, và nó có diện tích tầm khoảng 150ml. Sử dụng cho các loại liên quan tới cocktail, ví dụ như là Lassit và Manhattan. Rồi, loại ly thứ hai thì thầy giới thiệu cho các bạn loại ly Margarita Latte. Margarita Latte thì nó sẽ có cái loại thân rộng và nó chia làm hai tầng ha. Và dung tích của nó là 220ml. Và loại ly này là chuyên sử dụng để phục vụ cho các loại cocktail hương trái cây, ví dụ như là Daiquiri và Margarita ha. Và loại ly thứ ba thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn loại ly Highball Blast. Highball Blast thì loại ly thường dùng để phục vụ cho các loại cocktail mang tính chất giải khát và thường là bỏ đá như là Bloody và Mary. Và với hình dáng cao thẳng thì không có tay cầm, thì dung tích của loại ly này tầm khoảng 250ml ha. Rồi, loại ly thứ tư thì thầy giới thiệu cho các bạn loại ly là Colium Blast. Colium Blast thì có hình dáng giống như là Highball Blast, nhưng mà nó sẽ thon gọn hơn và có dung tích tầm khoảng 350ml. Thì cái loại ly này thì dùng để phục vụ cho các loại cocktail có đá nha. Rồi, đối với loại ly thứ năm, là ly Rock Blast. Rock Blast thì loại ly với hình dáng ngắn, thon gọn và dung tích thì tầm khoảng 330ml. Thì nó chuyên được sử dụng để phục vụ cho rod type nail và các loại bao khô ha. Rồi, loại ly thứ 6 thì nó có hình dáng giống như là loại ly Boco Blast của mình, để sử dụng trong sử dụng nước ép và các loại nước khác ha. Và cái Hotrica Blast thì có thiết kế giống như là chiếc đèn bảo của mình, thì nó có cái khúc đầu hình dáng giống như là Boco, và cái thân sau của nó thì nó sẽ thon gọn hơn Boco tí xíu nha. Và nó có dung tích là tầm khoảng 470ml, sử dụng cho các loại nước giống như là Kiplocon và A nha. Rồi, loại ly thứ 7 là loại ly Boco Blast. Boco Blast này thì sử dụng cho các loại nước với dung tích tầm khoảng 350ml, thì sử dụng cho loại nước ép hoặc là sinh tố cũng được ha. Rồi, loại ly tiếp theo, ly thứ 8 là Pilsner Blast. Pilsner Blast của mình thì sử dụng cho các loại nước liên quan tới trái cây và cách tầng nha. Tại vì có hình dáng rất là thon gọn và cao, cho nên nó dễ cho các loại nước và cách tầng ha. Rồi, loại ly thứ 9 là loại ly Schwarzlat của mình thì có thể sử dụng cho các loại nước về rượu tầng giống như là B52, B54 nha. Và dung tích của nó thì khá nhỏ, tầm khoảng 40ml. Rồi, loại ly thứ 10 được mang tên là Sherry Blast. Sherry Blast thì có hình dáng chân và chuyên dùng cho các loại cocktail giống như là B53 và B54. Và loại ly thứ 11 là loại ly Bonnie Blast. Bonnie Blast thì cũng giống ly nhỏ giống như là Sherry Blast, nhưng mà nó sẽ thon gọn hơn tí xíu và có chân với miệng ly, và dùng để các loại cocktail có nồng độ cồn mạnh. Và loại ly thứ 12 là Irish Blast. Irish Blast
thì đặc biệt với có chân và vừa có tay cầm thì diện dung tích của nó tầm khoảng 270ml, sử dụng cho các loại cocktail có cái nồng độ và cái độ nóng cao ha. Và ly thứ 13 là ly Brandy Blast. Brandy Blast thì là ly chuyên sử dụng cho phục vụ cho các loại rượu và cocktail, thì mình có thể để rượu và cocktail trực tiếp và mình sử dụng. Thì sau đây thì thầy đã giới thiệu cho các bạn 13 các loại ly trong quầy pha chế. Chúc tất cả các bạn một buổi thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.